có chốt được, không xạ trị được, không mổ được, không can thiệp gì được hết. Nếu mà can thiệp vô thì là sẽ mất mạng liền. Nên là bây giờ là chỉ uống thuốc cầm chừng thôi chứ là không có chữa được. Thế là hồi đầu á, vô nhập viện mới tái phát á, thì đã là vô quá chất không được rồi. Tại vì mẹ em quá yếu, không thể nào vô quá chất được. Xin chào cả nhà, hiện tại thì mình đang có mặt tại bệnh viện Ung Bướu. Và bây giờ là hơn 12 giờ trưa rồi. Và tranh thủ chị Hạnh mà không còn khám bệnh nữa thì tụi em mới thăm chị. Thì bây giờ chị có thể thông tin cho tụi em biết là sức khỏe của chị hiện bây giờ như thế nào ạ? Nay cũng đỡ nhiều rồi, cảm ơn Mạnh Quân cũng giúp đỡ nhiều, nay chị cũng khỏe nhiều rồi. Dạ. Rồi không, cũng đỡ 60 phần rồi. Những ngày qua thì bác sĩ đã hội chuẩn căn bệnh mình như thế nào rồi, chị có thể thông tin cho mọi người được biết ạ? Nói là cũng như giờ rồi, cho xuất viện rồi tái khám vậy đó, vậy rồi ăn bồi dưỡng. Bác sĩ nói là cho mình xuất viện và hẹn một ngày nào đó đến để tái khám và dặn chị là ăn cái gì đó nhiều vào để bồi dưỡng sức khỏe đúng không ạ? Hôm qua cách đây ít hôm thì em có nhận được một cuộc gọi từ cô Bảy là dì của chị. Thì cô Bảy có những cái thông tin mà cô Bảy nói là có những cái kết quả hơi khá là xấu, không biết là như thế nào ạ? Không biết nữa. Bác sĩ cũng nói với người thân cái đâu có cho bệnh nhân biết đâu. Không cho bệnh nhân biết đúng không ạ? Bác sĩ kêu về thì có hẹn ngày nào tái khám không? Có. Khi nào? Cũng chưa biết nữa, mới có nói à, chưa có cho xuất viện, nhưng mới nói cho mình biết gì hả? Mới nói thôi đúng không ạ? Và bác sĩ có nói là chị mắc bệnh gì không? Nói với người thân thôi mà. Hôm nay thì tụi em cũng tới thăm để cập nhật thêm cái tình hình sức khỏe của chị. Cũng như tụi em cũng có mấy cái món quà mà Mạnh Thường Quân gửi đến em và mọi người. Châu đọc dịp tên cái danh sách Mạnh Thường Quân với ạ. Mạnh Thường Quân có gửi là anh Duy Minh Tuệ 100.000, anh Lê Tắc 500.000, một người không có tên gửi 300.000, Facebook Lê Tạc gửi 500.000, anh Thoại gửi 600.000, người ẩn danh gửi 200.000, chị Võ Thị Nguyệt ở Mỹ gửi 100 đô, anh Võ Nguyễn Tú Yên gửi 100.000 và chị Hoàng Tiến Phương gửi 200.000. Anh Hoàng Tiến Phương anh Hoàng Tiến Phương gửi 200.000. Thì đây là cái món quà mọi người ủng hộ gom góp hỗ trợ cho chị. Thì em nghe nói là mỗi ngày như vậy chị nằm ở bệnh viện á thì phải tốn 500 ngàn là viện phí tiền giường bệnh thôi á. Và hôm nay thì em gửi cho chị tổng số tiền nãy cho các Mạnh Thường Quân á ủng hộ chị là 4.8 triệu. 4.8 triệu thì cũng đủ để được khoảng 5 ngày, được 9 ngày chứ đúng không ạ? Được 9 ngày. Dạ, em gửi cho chị ạ. Những ngày qua thì ai là người thân chăm sóc chị? Con gái hả? Cô Bảy là... Với cô Bảy là gì? Con. Chị có thể mô tả là bây giờ cái khuôn mặt chị như thế nào rồi? Chị nó tiến triển như nào? Thì bọn em nghe thì... Đúng rồi, đã đỡ rồi. Nó khô lên rồi. Đỡ rồi đúng không ạ? Bây giờ thì nó đã khô lại rồi. Nhưng mà em còn thấy là có một cái bài cái chỗ mũi chị nó vẫn đỏ ửng lên. Trong trưa nay là chị khám xong rồi đúng không? Là bao giờ chị về lại nhà Tiền Giang? Cũng chưa biết nữa, bác sĩ nhà con đây chưa biết nữa. Chưa biết nữa hả? Là chị vẫn còn ở lại bệnh viện? Còn. Tức là về con gái của chị ấy, thì hôm trước mà chị có chia sẻ về trường hợp con gái lớn của chị nó mất liên lạc với gia đình mà sau khi đi làm công nhân ở Bình Dương. Thì là sau đến thời điểm hiện tại là chị đã nhận được thông tin về cháu chưa? Chưa. Chưa nhận thông tin về cháu ạ? Chưa. Mà cháu có gọi điện về cho chị không? Không. Không gọi điện ạ? Không. Chị Hạnh, từ ngày mình nhập viện Ung Bướu đến nay á, thì tính đến hôm nay là bác sĩ đã cho về, thì cái khoản chi phí tại bệnh viện thì hết bao nhiêu rồi, chị biết không? Không. Đây con nghe. Không ạ. Em biết không? Chi phí tiền viện thì chỉ là khoảng 12 triệu 800 mấy thôi. Tại vì mẹ em cũng xài bảo hiểm. Có bảo hiểm đúng không? Có bảo hiểm. Vậy là chi phí 12 triệu mấy thì cũng ít không nhiều. Cũng không nhiều. Nhưng mà em nghe nói là mỗi ngày chị nằm 500 ngàn tiền viện phí là như thế nào? M-
mới chuyển qua cho phòng dịch vụ á. Tại cái đó không có ai nữa, chuyển qua phòng dịch vụ. Có nghĩa là bác sĩ là kêu về. Bác sĩ kêu về nhưng mà lại mình, rồi, chuyển qua lại phòng dịch vụ. Mình nghĩ là thôi ở lại để vệ sinh luôn đúng không? Em đi chăm mẹ được mấy ngày rồi? Dạ khoảng là một tuần. Khoảng một tuần rồi hả? Hôm trước bọn anh xuống nhà thì không gặp em, là em đi làm ở đâu? Em làm ở quận 9 đó. Em làm quận 9 à? Em là em thứ hai đúng không? Chị gái của em bên từ đợt đó đến giờ em không liên hệ em được gái. À? Em gái hả? Gái, chị hai mà. Đây chị hai. Nhầm quên mất. Dạ là thật ra là em không liên hệ được với nó, điện thoại của nó là cũng không liên lạc được luôn. Nhưng thế em nào? Có biết ở đâu không? Không. Tại vì lúc trước nó đi làm, nó chỉ nói với em là làm ở Đồng Nai. Em có hỏi tên công ty nhưng mà nó nói là nó không biết. Với lại là một phần nữa là đợt hổm mà nó lên công ty mần á, là nó ở chung với một cái bà với một cái ông rồi đó. Cho nên là em cũng hơi nghi ngờ. Cho nên là đã có báo công an rồi, công an tỉnh là cũng tiến hành điều tra. Nhưng mà điều tra đâu rồi vẫn không có tin tức gì hết á. Vậy là tất cả là khoảng mấy tháng rồi? 2 tháng rồi đúng không? 3 tháng. 3 tháng rồi hả? Bác sĩ chỉ nói là không vô quá chốc được, không xạ trị được, không mổ được, không can thiệp gì được hết. Nếu mà can thiệp vô thì là sẽ mất mạng liền. Nên là bây giờ là chỉ uống thuốc cầm chừng thôi chứ là không có chữa được. Thế lại hồi đầu á, vô nhập viện mới tái phát á, thì đã là vô quá chốc không được rồi. Tại vì mẹ em quá yếu, không thể nào vô quá chốc được. Vậy bác sĩ bảo rằng cái bệnh của mẹ em, cái vết thương ấy, nó ăn ra thịt ấy có giảm bớt không? Hay nó có không? Dạ không, bác sĩ không khẳng định điều đó. Bác sĩ không khẳng định, bác sĩ là chỉ nói mẹ em mà chỉ có hai nguyên nhân chết thôi. Cái thứ nhất là do nhiễm trùng ở ngoài vết thương. Cái thứ hai là do cái khối u á, nó ăn sâu vô mạch máu, làm vỡ mạch máu. Tại vì cái khối u là nó nằm ở rất là gần não. Nên là bác sĩ là chỉ nói là cho thuốc uống thôi chứ bác sĩ không khẳng định gì hết. Bác sĩ thì nói là bây giờ là cũng không thể nào can thiệp bằng các cái biện pháp y khoa, biện pháp phẫu thuật hoặc là để hỗ trợ cho chị. Bây giờ chị có giải pháp là càng vệ sinh để cho vết thương nó mau lành đi. Rồi chị nếu mà để mà chị có sức đề kháng, thấy chị rất là ốm yếu nè, rất là nhỏ con, chắc chị tầm khoảng 30 mấy ký thôi. Thì chị phải ăn uống cho mới có sức để đề kháng lại. Mấy hôm nay lên bệnh viện là có vẻ là chị sốt ký đúng không? Không, phải lên rồi đấy chứ. Lên hả? Bữa em thấy đường bữa nay là thấy chị gầy quá. Đợt trước thì có mấy mạnh thường quân xuống nhà chị á, cho chị mấy cái bài thuốc á mà chị sức vào thì chị thấy nó hiệu quả. Thì không biết bây giờ những cái biện pháp mà tại bệnh viện người ta không điều trị được cho chị thì chị có sử dụng mấy cái loại thuốc kia không? Chị cũng chưa biết nữa. Nhỏ trên đây ta đâu có cho đấy. Dạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? 19 hả? Mẹ em phát bệnh, vậy lúc em 17 mới đang đi học à? Em học cuối năm lớp 12. Sao lúc đấy không ngay cái thời điểm đầu mà bên dưới mũi, ở bên dưới mắt á, mắt phải của mẹ em á, mắt trái mẹ em có một cái nhọt á, sao không đưa đi khám điều trị đi? Không, có khám chứ, có dẫn đi khám, nhưng bác sĩ nói là do mẹ em á, là tay vô vẹt vô mắt hình thành. Chứ không phải là nói về cái bệnh mà gọi là khối u, sau này nặng rồi á, mới xuống với bệnh viện Tân Phước á, là nơi em sống, là mới khám, bác sĩ nói là khối u, cho nên mẹ em mới lên trên bệnh viện ung bướu này để điều trị. Điều trị á, là tới đó là lên trên đây rồi, bác sĩ dự định là vô quá chốc rồi, nhưng mà vô quá chốc không có được. Nên là để là cái vết thương là càng ngày càng nặng. Dạ, rồi dạ, giải phà, giải phạch cho nhiều khi đau khoa nó chữa nữa, mình ý chí vượt qua cũng không chừng. Chị có nhắn nhủ gì cho mọi người hoặc là gia đình mình không? Có chuẩn bị tâm lý cho mình chưa? Không. Dạ, chắc là vậy. Chỉ biết là bệnh mình là vậy rồi thôi chứ đâu giờ đâu biết gì nữa. Như bây giờ nè, em thấy chị khá là ốm, rất là ốm nè.
cơ thể cái tay rất là nhỏ này. Vậy thì giờ chị sử dụng hôm qua này, chị ăn uống vô bổ vô, càng cả sức thì cái đề kháng mình càng nhiều thì đẩy lùi được căn bệnh nha. Hôm nay thì ông xã có lên bệnh viện thăm chị không? Không, có hỏi thăm là nhà mấy nhỏ đi học rồi. Vừa rồi thì có một số cái bình luận, một số chia sẻ về việc ông xã ít khi tới bệnh viện, thì ông có chồng chị có phản hồi gì không? À, biết là điện thoại nói nhỏ gái mà rất nghe lắm. Nói gì ạ? Thì nói ổng ăn nhậu gì vậy đó. Hôm nay các mạnh thường quân thì tới nhà chị hay là tới bệnh viện? Tới bệnh viện thôi, hôm nay tao lên đây không à, không có nhà. Trong tuần tới hoặc là trong những cái ngày tới thì chị có về nhà không hay là chị cũng vẫn ở bệnh viện ạ? À? Cũng ở bệnh viện luôn, chứ không có về luôn. Thủ Đức là trong những ngày tới là chị xuống bệnh viện Thủ Đức. Dưới Thủ Đức hay xuống bệnh viện? Dạ là tại vì bà Bảy của em là có người thân ở đó cho nên là chỉ xuống bệnh viện Thủ Đức. Tại vì bệnh viện ở đây á đã nói là không có phương pháp điều trị, họ không có chịu nhận mẹ em. Họ nói như vậy đó. Họ đã nói là không có phương pháp điều trị. Ở đây là nếu mà vô quá chất xạ trị thì họ sẽ cho ở lại. Mà cái trường hợp của mẹ em là không vô quá chất không xạ trị được, cho nên là họ sẽ cho mẹ em về để uống thuốc điều trị rồi lịch tái hẹn là tái khám thôi. Còn nếu mà bây giờ về dưới rồi ai coi mẹ em đâu thấy nào mà coi suốt ở đó. Chứ là cái thứ hai là điều kiện nước ở dưới là cũng không có tốt, xa chợ nữa, nằm ở dưới rồi em mà đâu thấy nào mà coi mẹ em hoài được. Nó mà ở dưới là không người thân, rồi em của em nó còn nhỏ nữa, nó giỡn rồi thì đâu biết được. Thế mà ở trên đây thì vẫn là điều kiện tốt hơn, với lại ở gần Thủ Đức là gần quận 9 cho nên là em thấy vừa đi làm vừa coi mẹ được. Mà gần chị, gần bà đồ vẫn tốt hơn là phải về nhà thì nằm bệnh viện Mỹ Tho. Bệnh viện Mỹ Tho là trước đó là bà ngoại của em có nằm ở đó rồi, nhưng mà bà ngoại của em là bị ung thư vú. Cái trường hợp nó không có nặng nhưng mà bà ngoại của em chết, cho nên là em rất sợ cái bệnh viện ở dưới, cho nên là em không có muốn mẹ em về dưới. Vậy ở gần đây thì một phần là cũng tiện có người chăm sóc đúng không em? Dạ. Hai là em cũng bây giờ trong gia đình có mỗi mình là người lớn nhất thôi, mà ba em ở dưới nhà thì anh cũng biết là ông cũng thỉnh thoảng hay uống rượu và cũng còn mấy đứa nhỏ nữa phải đi học nữa. Thôi bây giờ em cũng vậy anh ơi, hôm nay tụi em cũng tới thăm chị thì cũng biết là tình hình sức khỏe của chị thì bây giờ theo những cái chiều hướng như vậy thì nếu mà trong tương lai sắp tới thì cũng chị cũng phải ở Sài Gòn thôi, ở Sài Gòn cũng cần buổi để các bác sĩ có thể vệ sinh thường xuyên, thì nếu được thì chị cứ về bệnh viện quận Thủ Đức để điều trị, nhất chi phí rẻ, thứ hai nữa là để được có một cái cô bà gì gọi là bà gì Bảy đúng không ạ, cô ấy cô Bảy có cô Bảy cận kề chăm sóc, còn hơn ở dưới quê, ở quê là xa các cơ sở y tế rồi dưới quê thì một mình chị còn những con nhỏ nữa rất là cực ha chị. Về tới bệnh viện đấy chị cần bọn em hỗ trợ gì thì cứ gọi bọn em nhé. Sao dưới bệnh viện cũng quen em với Phong. Tôi thì gia đình mẹ nó vậy rồi, bác sĩ vậy rồi, em cũng cố gắng nhé. Mong thời gian tới là cái tình hình bệnh của mẹ em là nó sẽ không phát triển nhanh, và thứ hai là em cũng sẽ sớm tìm được em của mình và ba em ở quê ấy, thì ông cũng thay đổi và sống một chút tốt hơn chút em nha. Bây giờ anh chị lấy giùm em cái khẩu trang để mọi người coi. Kính thưa các bạn, là những ngày qua các bác sĩ ở bệnh viện Ung Bướu đã có những cái chẩn đoán về căn bệnh của chị Hạnh rồi, đã có hội chẩn rồi. Ở đây thì các bác sĩ sẽ không can thiệp vào các cái biện pháp về xạ trị hóa chất nữa, mà đề nghị chị Hạnh là trở về nhà và thi thoảng thì lên đây tái khám. Không hiểu lý do vì sao, nhưng mà các bác sĩ cũng dặn chị là ăn uống bổ sức khỏe. Theo dự kiến của gia đình thì không đưa chị Hạnh về nhà mà sẽ chuyển chị Hạnh xuống bệnh viện quận Thủ Đức. Ở đó thì có một người thân sẽ gần bệnh viện và có thể vệ sinh thường xuyên và đưa đến bệnh viện để các bác sĩ, các y tá có thể là dọn dẹp cái vết thương, và chị sẽ tiếp tục quay trở lại bệnh viện Ung Bướu để tái khám, để lấy thuốc uống thêm, và cũng mong là chị có những cái sức khỏe đề kháng để có thể vượt qua căn bệnh bây giờ. Chị có nhắn nhủ cho mọi người thêm về cái sức khỏe và cũng như là sự quan tâm của mọi người không ạ? Thôi đi, cô cũng đòi lại nữa bà con.
chị cắt tiền vào đấy nha. Rồi bây giờ mình quay trở lại chỗ phòng của mình. Rồi khi nào mà chị chuyển về Thủ Đức hay là về lại Tiền Giang á thì chị gọi cho tụi em biết nha. Bây giờ chào hai mẹ con.